Nào, continue. Rồi, bây giờ Nam sẽ có ở đây. Mình sẽ đặt nó ở trong cái câu thì Nam sẽ nói làm sao? I saw the ball at the corner of the hall. I saw the ball. I saw này. Nam nhớ này. I saw the ball. Rồi. At the corner. At the of the hall. Nam có corner là cái góc. Corner. Là gì? Cái góc của Nam. Cái góc nhà của Góc tường. à. Và À. từ hô là của cái phòng. Hô là cái phòng đó lớn hay là phòng họp gì đó. Rồi, năm năm đọc từng chữ đi đã. Saw. Bò. Ball. Bò. Corner. Con. Và hô. Ồ. Rồi, năm sẽ có ở đây là chữ O dài hay là chữ O ngắn nè. Ở đây nè, Nam sẽ thấy là ví dụ như Cái mình. đấy là quá dài. À đúng rồi. Club. Nam sẽ có cái o I dài. saw the ball at the corner of the hall. Rồi cái chữ ball là ngắn hay dài nào nè? Cái đấy dài. Đúng rồi. Or. Nào, corner. Ngắn. Core. Core. Corner. 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 Ok. Nào. Oh. Dạy. Ok, Nam sẽ nghe lại nè. I saw the ball at the corner of the hall. I saw the corner at the corner. Sorry, I saw the ball at the corner of the hall. Nam sẽ thấy, mình sẽ cố gắng là đọc cái này, nó trong một câu, một hơi thôi nè. Nam sẽ thấy nè. I saw the ball at the corner of the hall. Trước đó Dạy. mình lấy hơi rồi mình sẽ đọc. I saw the ball at the corner of the hall. I saw the ball. Khó quá này. Nó khó đó. I Bây giờ Nam saw chậm lại. the Nam sẽ đọc ball một at hơi nhưng mà chậm the nha. corner I saw the ball at the corner of the hall. Nào. the ball at the corner of the hall. Bây giờ Nam sẽ ngắt ra. Mình ngắt ra đã. Bây giờ Nam sẽ ngắt ra ở đây. I saw the ball at the corner of the hall. Now, I saw the ball I saw the at the corner ball at the corner of the hall. of the hall. Okay. Now, I saw, giờ Nam sẽ nối vào cái đoạn này đã. I saw the ball at the corner. Saw the ball up there. I The saw the ball at the at the corner. there corner. Rồi. I saw the ball at the corner. I saw the ball At the corner. at the At the corner of the hall. Rồi, khi nào Nam trôi chảy thì Nam sẽ nối lại. I saw the ball at the corner of the hall. saw the ball at the At saw the. at the I saw the ball at the corner of the Ok. Này Nam về Nam cứ luyện tập thêm đi rồi từ từ nó được thôi. Này mình phải nhiều lần thì nó mới ổn. Đó. Mà Nam sẽ nói một cái câu dài vậy á, nó sẽ ổn hơn. Vì clock costs not much. the clock. Cái Nam có chữ clock này là o ngắn hay o dài nè? Có ngắn. Cost. Có. Cái đấy ngắn. Ngắn luôn và not. Nó ngắn. Rồi, Nam sẽ có ba chữ này đều ngắn đúng không? Corn, nhưng thì nghĩ chữ corner. Chữ Đấy corner. dài. Nó dài Còn. luôn đúng không? Corn, Vâng. corn, Còn. corn. Thì nó O với chữ R nó sẽ là O dài. Rồi, ở đây Nam sẽ có O ngắn nè. Thì Nam sẽ có gì? Nam nghe lại một lần nữa nhé. The clock costs not much. The clock. Này Nam có chữ khờ, âm khờ này. The clock costs not much. The clock costs not much.
Làm nghe lại nha. The clock costs not much. The clock costs not much. Làm thử đi. The clock costs not much. Nam bị thiếu chữ S này. Cost. Cost. Cost not much. The clock cost not much. The clock costs not much. Much là như chữ S rồi. Much. Clock. Nè, the clock cost not much. The clock costs not much. Ok, rồi. Có gì Nam về Nam luyện tập thêm phần này ha. Đây. Ở trên này Nam sẽ có là chữ O dài này. Và ở dưới đây Nam sẽ có chữ O ngắn. Ok. Vậy thôi. Rồi. Tiếp theo. Listen and tick true or false. Bây giờ Nam sẽ có cái này. Nghe. Nghe. Và chọn đúng hoặc sai. Ở đây Nam sẽ có từ shopping. Shopping thì Nam sẽ nghe để Nam chọn là cái chữ O ngắn. Ở đây người ta ghi là O dài này. Thì Nam sẽ chọn đúng hay sai. Nam sẽ tick vào bên này. Ok. Nam sẽ ghi là đúng hoặc sai chứ ta. T hoặc là chữ F để cho sai ha. Rồi Nam nghe. Ví dụ Nam thử cái từ đầu tiên nhé. Shopping. Shopping. Copy. North. Talk. Nào, mình từng từ nè. Shopping. Shopping. Câu này sai. Sai. False. Nam chọn câu này sai đúng không? Ok. Shopping. Shopping. Okay. Chứ không phải là shopping. Ok. Now, number two. Copy. Copy. Cái đây nó on. Again. Nam nghe nhé. Copy. Ở đây là nó để chữ O ngắn đó nè. Nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Nam sẽ có là true. That's right. Number three nào Nam. Nam sẽ có nè. North. North. Đúng rồi. Okay, tick. And the last one. Nam sẽ có gì đây? Talk. Talk. Set. False. Okay, agree with you. Now, bây giờ Nam sẽ đọc cho đúng ở với những cái từ này xem. Nam sẽ có gì nè? Copy. Okay. Number two. Copy. Okay. Not. Và the last one. Talk. 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 Okay. Talk. Nam chữ O dài á Nam. Talk. 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 Okay. Tiếp theo. Exercise 2. Put these words in correct columns. Nam sẽ có một số từ ở đây. Và Nam sẽ có hai cột. Là vần or hoặc là vần o. Nào, Nam thử đi. Trong hai cái đấy là mình chọn chọn giữa e o và e đúng không? Đúng rồi. Giữa o dài và o ngắn, cái chữ này là o ngắn À, nha ta. O o ngắn. dài và o ngắn.
Nam sẽ để ý mới đầu mà mình thấy khó, Nam sẽ coi thử. Ví dụ ở trong mấy cái nãy mình nốt lại đó, thì ví dụ Nam có chữ A với chữ hai U. cái hai hai cái đầu tiên là ô dài Nam cứ làm đi, mình đợi Nam. hai cái đầu tiên là ô dài cái thứ hai là hai cái thứ hai là ô ngắn tiếp theo đó là ô dài và Từ đều o dài luôn hả? Ok, nào tiếp đi nè. tiếp cái đấy là hai cái ô ngắn O ngắn. Hai hai cái này Nam sẽ có gì? hai cái đấy ngắn Ngắn. Rồi, bây giờ Nam đọc lên thử mình chen đi. Cái này Nam nốt ra thì nó sẽ dễ hơn. nó Naughty, naughty. not Thì Nam sẽ thấy nó là o dài đúng không? có dài Naughty. not Ok, number two. Từ này Nam. work Walk, o dài ha. À, rồi, kệ đi. Rồi Nam sẽ có tiếp nè. Hobby, hobby là Nam. happy Nam happy hobby, hobby. Nào, happy Nam sẽ thấy happy là ngắn hobby. Nào, nếu mà o ngắn là Nam sẽ đọc là happy, happy. Copy. Ok. Nào, tiếp Copy. theo. Nam có chữ này. Don. Don. Door, door, door hay là Don. door. Don. Này là chạng vạng Ngắn. nè. Don. Này là hoàng hôn à. Là bình minh nè. À. Tự nhiên quên mất rồi. Để rồi, từ từ Nam sẽ có walk ha. Đây nè, mình sẽ có o dài. Door, từ này Nam sẽ có là door. Đó. Door là o dài ha Nam. Rồi, Nam sẽ có từ Cái này. đấy là dài à? Dài. Tiếp theo nào đi Nam. Chữ này là Nam sẽ có gì? Four. Four. À, o dài Nó dài. nè. Chữ not. Not Not. là ngắn Not. Ngắn. được. Ok, ngắn. I agree with you. Oh, sao cái chữ north nó lại nor nor o với chữ No. r à, o với r là nó thường nó sẽ là âm o dài Nam ạ. Okay, but... O với r. Rồi tiếp theo Nam sẽ có từ này đi. Quality, quality, What? quality là chất lượng. Nam sẽ có từ quality là chất lượng ha. Ở Cái từ từ này chất lượng ấy, nó có mang ý nghĩa là sản phẩm hay là về con người ạ? À? à, chất lượng, ví dụ giống như nói về sản phẩm á, thì là nói là tính tốt xấu, còn về con người cũng vậy, ví dụ như là person quality nói về chất lượng hay bản chất, Bản nhưng chất mà về tại về tại hôm qua tự nhiên tại hôm qua tự nhiên là công ty nó có cái chữ này mà ông giám đốc ông ấy photo cho cái ra cái tờ giấy ông ấy dán vào trên tường mà ông ấy chỉ qua photo à, ban đầu ông ấy ghi là cái tên công ty ấy, là Mizako với lại cái này đọc là gì qua à, vanity à. mà ông ấy chỉ có phiên dịch thì chữ Việt Nam ra ở dưới thôi nhưng mà chữ Việt Nam thì ông ấy lại phiên dịch em nghĩ chắc chắc chắn là không đúng bởi À, vì ông là dịch là Việt gì? Nam ông ấy ghi là cái gì nhỉ Bản chất của công ty hả? không ông ấy lại ghi là đại loại là ông ấy dịch cái gì à, tự nhiên là quên mất nhưng mà ông ấy lại không ghi là bản chất mà ông ấy ghi về như kiểu cái gì về về cái gì về tâm tư cái gì ấy cái kiểu vậy Rồi ở dưới đó thì ông ghi cái gì? Ở dưới cái đoạn đó nữa, ở dưới cái dòng đó thì ông ghi cái gì nè? ông chỉ ghi thế vậy thôi ông chỉ ghi mỗi chữ Mizako qua Niti đấy. Sau đó ông mới ghi là giống như kiểu là còn cái phiên dịch ở dưới thì ông mới ghi chữ Việt Nam là ông mới ghi chữ 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 xứng tầm ấy kiểu cái kiểu là vậy xứng tầm À, chất lượng. À, chắc là ông ghi là chất lượng của cái công ty ổng đó. Ông ý ông nói và về như ông ấy của lại công phiên ty dịch cho chữ Việt Nam ông ấy lại phiên dịch cho chữ Việt Nam là xứng tầm à. thì em nghĩ là chắc là không đúng xứng tầm hả? À chờ xứng ờ tầm
Chắc là sai đó, sai chứ. Đúng. Nhưng ví dụ như ông mà làm là quality, cái tên công ty với cái quality á, thì nó có nghĩa nó nói về Với cái lại chất tại lượng tại là của có công cả ty người không? Trung Quốc, tại là có cả người Trung Quốc với những nước khác nữa mà ông ấy chỉ phiên dịch mỗi chữ Việt Nam, thì em lại nghĩ là hay là ông ấy lại muốn nhắc khéo một cái gì đó của Việt Nam, mà trong trong Việt Nam thì ở đấy là có công ty là có 8 người, thì không biết là ông ấy có muốn nhắc khéo cái gì không, tại bà tại vì là tại à, công ty có mấy nước mà ông ấy chỉ có phiên dịch mỗi ra chữ Việt Nam thôi, ông ấy các nước khác thì ông lại không phiên dịch. Ôi vậy á hả? Thì không Sao biết vậy là ông ta? ấy cũng muốn nhắc khéo cái gì không. Cái này đọc là quantity ạ. Đúng rồi, năm đi làm năm chụp cái đó thử đi. Để về Vâng. coi nó còn gì nữa. Thơ. Vâng. Rồi, tiếp theo. Quantity. Quality, ví dụ như về nói về chất lượng sản phẩm á, mình có cái từ á, quan, mình sẽ bị nó có một cái từ này nữa này, quantity. Quantity. Quantity nó là số lượng, quantity, nhưng mà quality nó là chất lượng. Đó, quantity. Đó, nhiều khi mình xem á, mình bị hay có khi là mình bị nhầm lẫn cái từ này nữa, nên là làm để ý, quantity là số lượng, còn Vâng. quality là chất lượng. Rồi, tiếp theo mình sẽ có chữ box. Nam sẽ chọn ở gì nè? Box đi nè. Đã. Ô ngắn. O ngắn, đúng rồi. Rồi lock. Nó. Chữ khoa Ô là ngắn. nè. Mình sẽ có khoa. Khoa. Quality. Quality. Quantity. Quality. Quantity. Quality. Quality. Rồi. Tiếp theo Nam sẽ có gì? Lock. Rồi. Và chữ Not. watch. Watch Nam sẽ có là o ngắn hay dài nè. Watch. Ở đây cái từ này bị Ngắn. sai rồi. Ở đây nè. Nhưng vừa mới tra nè. Này là chữ o dài mới đúng. Đúng rồi, phải là qua đó. Nam đọc đúng hơn Qua. đó. Quality, quality. Mình sẽ có chữ Qua. A với chữ L ở đây nè. Nó sẽ là O dài. Có mà hình hình Quality. như là cái chữ ni đấy là đọc là nó ở dưới phiên âm nó là chữ e đúng không? Đúng Đọc rồi, như kiểu nó qua qua nợ qua quality. nợ Đúng qua rồi. nợ tị qua Ok, nợ tị đúng rồi. Tiếp theo, Nam sẽ có chữ watch và chữ box. Ở đây cái chữ quality nó bị sai. Để anh sửa cho bơ nó qua bên này thôi. Không biết bơ sao này. Ơi, chà chà chà, sai rồi. Mình cứ đặt để nó để đỡ ở đây đây. Rồi, ở đây. Rồi, bây giờ anh sẽ chỉ cho Nam cái cách mà Nam tra từ điển ở cho cái phần này. Đây nè, ví dụ ở đây Nam sẽ vô cái từ điển này nè cho nó chính xác. Cái Oxford hôm bữa gửi Nam đó. Đây, ví dụ mình sẽ có từ khoa quality. Đây thì Nam sẽ thấy ở đây, chà, nó mà ở tiếng Anh á, nó lại là o ngắn. Cái từ này khó Chỉ cái kia là quá dài. còn cái chữ mà của tiếng Anh Mỹ á, nó lại là o. Quality. Quality, quality, Qua này. Qua này. quality. Và cái chữ này, Qua này. Quality. quality, nó có hai cái ha Nam ha. Vậy để Vâng, đúng. mình sẽ có là mình sẽ nốt lại cái từ này. Ở cái bài này thì cả hai từ. Nhưng mà ở đây, ôi chết. Nhưng mà ở đây á, là mình sẽ nốt thêm á, nó là phải là tiếng Anh. Tiếng Anh Nam. Mỹ vậy nha. Rồi, mình sẽ nốt thêm một cái nữa. Đây là tiếng Anh. Tiếng Anh Nam. Nam sẽ có là E, E, A. O ngắn á, nó sẽ là E, E.
tiếng Anh của người Anh, a British. Còn cái chữ này là tiếng Anh của người Mỹ. Mình nốt ra thêm đây thêm cái nữa đi. Đó, thì ở đây Nam sẽ có là e a. Đó là tiếng Anh của người Mỹ và đây là tiếng Anh của người Anh. Nam ha. Nam nên là từ này đọc cái nào cũng đúng. Quality, quality và quality. Quality, 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 Quantity. quality. À. Nam nốt lại hai cái chữ này ha. Rồi còn những cái từ còn lại thì ok rồi. Ví dụ như Nam vô đây. Nam tra này, chữ watch. Thì Nam sẽ thấy đây này. À, cái từ này cũng vậy nè Nam. Chữ watch. 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 Watch nó cũng ở Anh watch. Á, nó lại là o ngắn. Nhưng mà ở Anh Mỹ nó là o dài. Watch. Watch. À, hai cái từ này mình để ý ha. Nó có thể là o ngắn và nó có thể là o dài luôn. Từ watch cũng vậy. Để nốt lại đi. Và từ quality. Rồi, tiếp theo ở đây Nam có từ gì nè? Đó, ví dụ giống như mình tra từ box, mình thử từ box nha. À, chữ box nó cũng vậy Nam ơi, mấy từ này. Box. 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 À. Đó. Thì thiệt ra đọc từ nào nó cũng đúng thôi. Nhưng mà thường á box. À, box. Box. Và từ này là box. 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 Ok. Dạ. Thôi thì nó cái từ nào mà nó có hai cái thì Nam làm cái nào nó không đúng thôi. Để mình thử từ north thử nha Nam. Đó. Cái âm này chắc là do hai ngôn ngữ á, thì nó mấy bạn mà soạn giáo trình á là mấy bạn soạn theo Anh á. Nhưng mà mình đọc á mình lại đọc thường mình đọc bằng Anh Mỹ cổ vậy á chứ. Nam à nhưng mà chữ north này nè Nam thì Nam sẽ thấy ở Okay. tiếng nào nó cũng là o dài này. North. 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 Ok, nó đều là o dài hết. Ê. À đúng rồi, o dài. À Nam. Rồi. Ví dụ Nam có từ draw, mình thử đi. Đó, Nam cứ vô đây tra tại vì nhiều khi từ điển tiếng Việt nó thường nó không có cái phiên âm này. À, drawer. Nam sẽ có là drawer. Dawn. Dawn hả? Dawn. 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 Đó là bình minh đó Nam. Từ này có nghĩa là bình minh. Dawn. Ok. Dawn. Rồi. Nam thấy không? Đều là chữ O dài. Rồi. Thì đó. Thì có cái chỗ nào mà khó Nam cứ mở từ điển ra Nam tra thôi. Đó, Nam biết cách tra rồi thì nó sẽ ổn. Tiếp theo. Để em coi thử có bài về nhà không. Rồi. Vậy cái bài này Nam về nhà Nam làm trên nhé. Now, circle the word with different pronunciation. Ở trong này Nam sẽ có bốn chữ và Nam sẽ kiếm cái từ nào là nó khác ba từ còn lại, Nam hiểu không? Nó sẽ có bốn chữ nè. Nhưng mà ví dụ như ở câu đầu tiên Nam sẽ có từ hot ha, là khác biệt nhất. Tại này từ này Nam sẽ đọc là o dài nè. Sore. O. Fuck. Nhưng mà từ này là hot. Đó. Thì cái từ này là khác biệt nhất. Ok. Rồi để anh xem. Thì để tí nữa anh sẽ gửi cho Nam hai cái bài này. Và rồi. Nam sẽ có cái bài số 4. Listen and underline or and or and or in the sentence in these sentences. Nhưng sẽ gửi cho Nam bốn cái câu này và Nam sẽ gạch chân những cái từ nào mà o dài và từ nào là rồi Nam sẽ nốt lại là từ nào là o dài và từ nào là o ngắn rồi Nam đọc nha. Rồi hôm sau mình sẽ check thử là Nam làm có đúng hay không. Ok. Đã.
Rồi, that's all. Ừ, Đó, rồi bài chị này. gửi cho em luôn đấy. À, rồi, tí Nhiên sẽ gửi cho nè. Ở cái bài này. Đây là bài bài thứ nhất nè. Đó, cái phần này mới đầu học nó cũng hơi rối rối, nhưng mà khi Nam học ổn là Nam sẽ có thể tự Nam đọc được. Để anh gửi trong group đi cho dễ. Rồi Nam có câu hỏi gì nữa không Nam ơi? Không, hiện tại là vậy. À. Đó thì cái chỗ nào mà cái từ nào mà Nam thấy bối rối á, Nam cứ mở từ điển ra Nam tra nha Nam. Cái từ điển Dạ Nam vâng. biết rồi đúng không? Cái từ điển Oxford Vâng. đó. Để em gửi lại cho Nam cái link luôn hả? Vâng, chị vừa nhận. Ok Nam. Đây, em gửi, đó là bài tập này. Rồi em gửi cho Nam cái link từ điển. Đó là Nam cứ vô đây Nam tra nè. Đó thì nếu mà không biết đó, Nam cứ bấm lên nó coi thử nó đọc như thế nào. À, Tôn. đó mà Nam tra cái màu đỏ đó là tiếng Anh Mỹ, cái màu xanh là tiếng Anh Anh nha Nam. Dạ vâng. Ok Nam. Rồi em gửi cho Nam cái link luôn. Rồi cái link từ điển. Ok Nam. Rồi nếu mình không có câu hỏi gì mình dừng buổi học mình ở đây ha. Dạ vâng. Bye bye Ok chị. bye bye Nam.